Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 là thời hạn chót để các tiểu thương chợ đầu mối Phú Hậu di dời, sáp nhập kinh doanh tại chợ mới. Thế nhưng đã qua thời hạn này mà nhiều tiểu thương vẫn không chịu di dời. Những lùm xùm tại khu vực chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế cần sớm được giải quyết dứt điểm. Trong sáng ngày 1 tháng 12, khi công ty công viên cây xanh Huế tiến hành đóng cọc quây hàng rào quanh chợ cũ, thì hàng trăm tiểu thương vẫn phản đối quyết liệt và không chịu di dời. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay trong sáng ngày 1 tháng 12, các tiểu thương phản đối vào chợ mới với lý do không được thông báo trước, diện tích mỗi lô nhỏ, giá cho thuê mặt bằng quá cao, thời gian thuê quá ngắn gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh buôn bán. Họ là nhà họ cho mình thuê khoảng 40 năm đây, họ cho tôi 5 năm là mất khoảng mấy trăm triệu đó. Ví dụ một năm nay mình đóng 500 triệu là đóng có 2 lần thôi 500 triệu mà buông cái chợ này là cái chợ này là từ trước nay không có một đồng nào. Nói chung là từ làm lên, từ nói tới bắt buộc tới đây đi tới đâu nữa. Nhưng mà đây vì đang là nói chung là từ tiêu từ sản là hàng rất là lớn mà tới đâu nữa chợ rất là giò. Bởi giờ chị em đây là tới không được. Trước những bức xúc của tiểu thương, chúng tôi đã tìm đến ban quản lý chợ đầu mối Phú Hậu mới để tìm câu trả lời. Theo ông Trần Hữu Lộc, giám đốc điều hành công ty cổ phần đầu tư Phú Hậu, về diện tích lô, ông Lộc cho rằng doanh nghiệp đã xây dựng các loại lô có diện tích lớn nhỏ khác nhau, mang tính linh hoạt, áp dụng cho những tiểu thương có tên trong danh sách lô chính với giá thuê từ 36 triệu đồng đến 170 triệu đồng một lô cho 5 năm. Đối với các hộ kinh doanh tại lô từ sản từ tiêu, ban quản lý chợ sẽ thu 11.000 đồng một ngày phí vệ sinh môi trường, chiếu sáng và phí nhập chợ. Về thời gian thuê sẽ kéo dài 5 năm, sau đó tiểu thương sẽ được ưu tiên tái ký hợp đồng, chứ không có chuyện sau 5 năm phải đấu giá lại lô như lời tiểu thương đã phản ánh. Còn trước thông tin phản ánh của tiểu thương cho rằng hiện có hơn 1.000 hộ buôn bán kinh doanh, nhưng chợ mới chỉ có 236 lô. Ông Lộc cho biết, chợ mới hiện có hơn 250 lô chính theo danh sách. Đối với những hộ kinh doanh phát sinh, hộ không đăng ký cố định cũng sẽ được bố trí kinh doanh ở khu vực phía sau chợ nếu có nhu cầu. Thì thông tin mà họ bảo là bây giờ không đủ hoặc là họ bảo có 1.000 hộ thì tôi cũng chưa có đơn vị nào kiểm chứng cho tôi như thế nào hết. Vì tôi làm doanh nghiệp thì nói thiệt là phải có kế hoạch và phải có thống kê rõ ràng. Chứ bây giờ họ bảo 1.000 hay họ bảo 500 hay họ bảo thì tôi cần có một số chính xác. Còn chính xác như thế nào thì bây giờ doanh nghiệp chỉ có nắm được là qua pháp phiếu điều tra thì được có 3,5 năm. Còn lô chính thì chính quyền địa phương chuyển được 221. Có thể thấy việc xây chợ mới theo hình thức xã hội hóa là một chủ trương đúng, phù hợp với quy hoạch của Bộ Công Thương và quy hoạch thương mại của tỉnh. Công ty cổ phần đầu tư Phú Hậu là đơn vị được chọn đã đầu tư 23 tỷ đồng để xây dựng chợ mới nhằm đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường. Vốn là vấn nạn dai dẳng gần 10 năm khi chợ đầu mối được đưa về đây. Chính vì vậy, việc xây chợ mới đáng ra phải nhận được sự đồng tình hưởng ứng. Thế nhưng thay vào đó là sự phản đối quyết liệt của chính những tiểu thương đang buôn bán nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, việc cải tạo và nâng cấp chợ Phú Hậu là một chủ trương đúng đã được cấp phép. Tuy nhiên, lý do gây ra sự lộn xộn ngay tại ngày di dời chợ này chính là việc người dân địa phương cho rằng chính quyền đã không hỏi ý kiến của nhân dân trong việc xây chợ mới và chuyển sang những cái khu chợ mới hơn. Như vậy thì lý do mà giải quyết được vấn đề này phải chăng chính là cần một cuộc đối thoại giữa chính quyền địa phương và người dân để tìm một giải pháp tốt nhất cho sự giải quyết được cái sự lộn xộn ngay tại khu chợ đầu mối Phú Hậu này.